Vâng, xin chào mọi người đã xem video trên kênh âm thanh của Triều Phát. Ở trong video tiếp theo, lên giới thiệu đến các bác một bộ phân tần tháo thùng loa bãi có hiệu của JBL. Dòng này có model là RM10. Bộ này là quả loa 3 đường tiếng với một loa bát là 25 và hai loa con. Còn đây là loa phân tần tháo từ loa cộng loa bãi cũ đã qua sử dụng, không phải là bộ phân tần mới lắp ráp ở Việt Nam. Đây các bác có thể nhìn thấy màu sắc của nó với linh kiện khá là chất lượng, chữ số dập sắc nét. Vì là phân tần tháo thùng nên là có cả cái tinh chỉnh đó, các bác có thể điều chỉnh cao thấp bằng cái nút xoáy đây. Là những bộ phân tần hàng dựng mới là không có cái tinh chỉnh này các bác nhé, chỉ có những dòng loa xịn, loa bãi mới có tinh chỉnh đi kèm. Mặt sau được lót bằng cái có cái đệm đệm màu đen ở phía sau. Cái phân tần này thì có cái con tụ này đã thay rồi nhé, đã thay bằng một cái con tụ cũng là tụ xịn có cùng chỉ số là 3,3 mi và 250 V, nên là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến chất âm. Còn những tất cả những con trở sứ rồi là những quân cảm này vẫn là nguyên zin, duy nhất là thay một con tụ này thôi. Tụ này nó là tụ check, tụ cản check 3,3 mi và 250 V. Đây các dây, đây là đường vào nhé các bác, đấu tín hiệu âm thanh vào này, cộng trừ đây đó. Và đây là đường ra loa bát. Ra loa bát thì đã có sẵn cái đầu để cắm vào loa bát ở đây, vẫn là còn nguyên zin, tháo thùng ra như nào thì vẫn như vậy. Và hai cái dây trắng này, hai dây trắng này nó là ra hai loa con nhé. Ra hai loa thép cộng trừ đây. Ở trên bên họ ký hiệu hết âm dương, nên các bác về việc đấu theo cái âm dương cộng trừ là ok, tránh bị nhầm cực âm và cực dương. Và cái đầu của dây jack này thì họ cũng ký hiệu dương thì nó sẽ to hơn và âm thì nó sẽ nhỏ hơn đó. Đầu dương là đầu to và đầu âm bao giờ cũng nhỏ hơn các bác nhé. Đây cái bộ phân tần này là nó ở cái loa của hãng JBL đây. Đấy, nó giống y chang luôn cái loa này các bác nhé. Cái mặt lưới này nó rất là chắc nên em không không cố tháo ra. Nhưng mà nó sẽ giống y chang mẫu này, nó là model này. Bên trong đây nó có tinh chỉnh ở bên trong. Đó. Nó là JBL RM10 hai là mã, với thông số ở phía sau đó là 175 W. Trên 400 W, loa 8 ohm, độ nhạy 92.
Đấy, một loa bát 25 ở chính giữa và hai loa con ở hai bên. Đó, bộ phân tần này là y chang cái loa kia, nó gọi JBL RM10 các bác nhé. Và các bác lưu ý đó là bộ phân tần này là các bác phải đấu cả hai loa tép vào, có nghĩa là cả đấu cả hai loa con vào thì nó mới hát nhé. Nếu các bác test mà các bác chỉ đấu một đầu loa loa tép này thì nó sẽ không kêu. Đó. Các bác phải có hai cái đấu song song vào thì nó sẽ phát ra tiếng. Cái đặc trưng riêng của dòng loa này nó vậy. Đây là bass. Và đây có một chiếc này thì em đang đấu sẵn rồi để em test nhạc cho các bác. Đây, đường tín hiệu âm thanh vào. Đấu từ âm đi xuống để lấy nhạc. Và đây là đường ra loa bass. Và hai cái đầu loa trắng này, dây trắng này, nó là loa con. Thì đấu tạm vào cái loa con này để phát ra tiếng nhạc. Để test, để nó hát ra tiếng nhạc. Và đây là cái tinh trình. Vặn sang bên tay phải thì nó sẽ giảm. Và vặn sang bên tay trái thì nó sẽ to lên. Tinh trình này vẫn còn hoạt động ok. Vâng, em sẽ test nhạc. Đây là hai loa con đang hát các bác nhé. Các bác nghe tiếng check. Đó, giảm nó sẽ nhỏ đi. Đây là đấu cho loa bát này. Đấy, loa bát phát ra tiếng rồi. Ok, và mạch phân tần vẫn còn hoạt động tốt. Bác nào có nhu cầu về nên thùng, độ chế hoặc là thay thế những chiếc phân tần nó kém hơn thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Với bộ này em sẽ bán cho các bác chơi đó là 300 ngàn. Vâng, bộ phân tần hàng bãi chất lượng, giá còn rẻ hơn là hàng dựng, hàng mới. Bạn nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ, xem kỹ trước khi liên hệ và giá bán là chưa bao gồm phí ship. Ưu tiên bác nào chuyển hết nhanh gọn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.